yes. Say hallelujah if we were born for greatness. Hallelujah. Say hallelujah if you were born for greatness. Hallelujah, hallelujah, I was born for greatness. Say hallelujah. Hello, chào các bạn. Đây là hai chiếc tai nghe với hai cái màu mới các bạn ha. Và đặc biệt nó có cái chữ nè, Limited Edition ha. WC45, tai nghe của Bose. Đây là cái tai nghe gọi là huyền thoại của hãng Bose các bạn ha. Cái tai nghe chống ồn, gọi là lừng danh luôn. Và lâu nay thì nó có những cái màu như là màu đen và màu vàng vàng ha. Thì bây giờ nó ra một cái màu này. Gọi là màu blue các bạn ha, màu blue. Và một cái màu này gọi là màu gray. Đó, này là blue chứ mình nhầm, này blue, này gray nè. Hai màu mới ha. Đó. Rồi giờ mình khui ra cho các bạn coi thử nha. Đó, đây là sản phẩm chính hãng và nó nguyên bóc nguyên siêu như vậy. Nó hoạt động tốt với những ai dùng kể cả hai nền tảng Android và iPhone, iPad ha. Công nghệ Bluetooth. Rồi, khui ra để làm gì mà khui hoài. Mình khui tất cả những cái sản phẩm này ra để mình trưng bày ở dưới cửa hàng ha. Và mời các bạn ghé tất cả cửa hàng Mai Nguyên để trải nghiệm ha các bạn. Những cái video này mình làm nhanh để mình khui cho các bạn coi cái màu thôi. Và các bạn ở xa ha, ở xa các bạn có thể hình dung được ở trong hộp nó có gì để các bạn mua hàng online ha. Còn cái chi tiết sản phẩm thì mình không có đánh giá nhiều về cái sản phẩm này. Tại đây là cái tai nghe cũng quá quen thuộc rồi. Ở trong là catalog nè. Có phiếu bảo hành chính hãng nè. Rồi chất âm thì Bose không còn gì để bàn nữa các bạn ha. Mạnh mẽ, đầy nội lực. Đó, và cái hộp của nó đây. Đó, thì hiện tại mình thấy trên website nè các bạn, website maynguyen.vn đang giảm 10%, mà không biết sau này nó còn hay không mình không có rõ ha. Trong cái ngay thời điểm mình quay nè. Và cái màu nó có 4 màu ha. Này là màu đen nè. Đó, màu đen thì lâu nay rồi, đây là màu màu trắng khói ha. Cái màu này là màu xanh. Màu xanh là màu này mình chưa khui nè. Và cái màu gray là cái màu mình mới vừa khui ra nè. Đó, này là màu gray nè. Thì giá bán nó là 8.990.000. Đây là màu gray ha. Đây, chiếc tai nghe nằm gọn trong cái hộp, các bạn thấy đã không? Đây là sản phẩm phải nói là chống ồn. Nếu các bạn đi những chuyến bay ở nước ngoài thì các bạn sẽ thường xuyên bắt gặp nhiều, rất là nhiều hành khách. Mà đi những chuyến bay nội địa Mỹ, rất nhiều hành khách đeo cái tai nghe này, cực kỳ quen thuộc luôn. Nó là giống như sản phẩm signature của hãng Bose vậy. Có một cổng cáp C A to C ha, và một cái jack audio họ cho mình sẵn trong trường hợp mà mình cái tai nghe của mình hết pin đó các bạn ha, thì mình dùng cái jack này. Hoặc là ở trên máy bay các bạn có thể dùng cái jack này để các bạn coi phim, nghe nhạc trên máy bay mà nó không có Bluetooth ha. Đó, đây là màu blue, màu gray chứ nhầm, đây là màu gray, màu xám cái chữ vàng. Và đây là sản phẩm limited ha, họ ghi cái chữ limited ở trên hộp luôn. Tai nghe khá nhẹ. À, đeo thử các bạn thấy nó. Rất là quen thuộc với hình dáng này của hãng Bose. WC45 các bạn. WC45. Rồi, những cái tính năng thì nó cũng cơ bản thôi. Bluetooth rồi chống ồn tuyệt vời ha, và âm thanh Bose thì khỏi phải bàn rồi. Thì mình cũng có nhiều video lắm rồi các bạn ha. Bây giờ mình chỉ khui hai màu và xuống trưng bày thôi, sẵn quay cái video ngắn để các bạn hình dung cái màu sắc nó như thế nào thôi. Cái này mình nghĩ không cần nói nữa, không cần phân tích, không cần nói nhiều. Đây một cái màu khác. Đó. Màu xanh. Màu xanh các bạn, xanh hơi xanh mực ha. Đó. Tổng cộng là 4 màu các bạn. Về đầy đủ 4 màu, và hai cái màu này trên hộp nó ghi là limited edition. Đây, để đây cho các bạn dễ hình dung nè. Đó, các bạn thấy đẹp không?
xanh, xanh xanh đậm luôn, gần gần như xanh đen luôn ha. Còn màu này là màu xám, nhưng mà nó hơi gọi là xi măng rất là đậm các bạn ha, xám xi măng rất đậm. Đây là cái tai nghe có chế độ chống ồn tuyệt vời số 1 hiện nay ha. Nói chung là nó là một trong những cái tai nghe chụp tai chống ồn mà các bạn gọi là đem ra bàn cân giữa những cái tai nghe khác như là Sony, như là Sennheiser hoặc là B&O ha. Đây các bạn, đây là ngay cái Bose Store ở Mai Nguyên Võ 6. Như vậy mình đã trưng bày đầy đủ hết 4 màu các bạn ha. Đây là màu gọi là vàng vàng trắng trắng nè, màu kem đó, nhìn rất là đẹp ha. Rồi đây là cái màu đen đó, màu đen thì hai màu vàng vàng nhạt này nè với màu đen là đã ra một thời gian rồi đó, hai màu này. Video này chủ yếu là quay màu thôi nha các bạn, để các bạn hình dung ha, chứ còn chi tiết thì mình đã có những cái video khác rồi ha. Rồi cái màu xanh mới vừa khui ra nè đó, các bạn thấy sao? Cái logo Bose này là nó hơi ánh vàng ha, còn cái hai cái màu trước là logo trắng đó, ánh vàng, và đây là cái màu gọi là màu xám đó. Nếu mà các bạn phân vân giữa màu xám và màu đen thì đây đó, xám và đen ha, xe xe ra một chút xíu. Và tiếp theo một cái màu hơi tối nữa là màu xanh đậm, đó là ba màu. Rồi đứng góc này quay vô các bạn sẽ thấy ha, đó ba màu và đây một cái màu trắng. Thì nếu các bạn nữ mình nghĩ là màu này đẹp, còn nếu mà thích nó sậm xuống thì hai màu này, đen thì quá bình thường rồi ha. Rồi như vậy đây là 4 màu của chiếc tai nghe, và mời các bạn ghé thử nha, mời các bạn ghé đây thử, nghe thử, và trước khi mình chọn mình phải nghe rồi đi so sánh nữa đó, so sánh với những cái tai nghe khác ha. Rồi chắc kết thúc nhanh thôi các bạn ha, mình sẽ có những video khui hợp tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn nha.